Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin Người Việt bốn phương của Đài Truyền hình Việt Nam. Bản tin ngày hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Quảng bá trung tâm thương mại Đồng Xuân của người Việt ở Berlin tới bạn bè Áo. Việt kiều trẻ trở về Việt Nam lập nghiệp. Cùng đến với một lớp dạy tiếng Việt tại Italia. Ngày 18 tháng 2, trên 20 thành viên câu lạc bộ Rotary Wien Spartak Cộng hòa Áo đã tới thăm trung tâm thương mại Đồng Xuân ở Berlin để tìm hiểu công việc làm ăn và sự hội nhập của người Việt vào xã hội Đức. Rotary là tổ chức các câu lạc bộ phi lợi nhuận, bao gồm thành viên từ các ngành nghề khác nhau, được thành lập từ năm 1905 tại Chicago của Mỹ, với mục tiêu phát triển tình hữu nghị và thiện chí trên thế giới, thực hiện các dự án phúc lợi xã hội ở địa phương cũng như trên bình diện quốc tế. Trước khi gặp gỡ, giao lưu, đoàn đại biểu đến từ Cộng hòa Áo đã được đại diện Trung tâm Thương mại Đồng Xuân đưa đi tham quan các khu gian hàng và khách sạn 4 sao, bao gồm 85 phòng nằm trong khuôn viên của trung tâm đang được hoàn tất xây dựng. Phát biểu với các vị khách trong buổi giao lưu gặp gỡ, ông Nguyễn Văn Hiền, Giám đốc Trung tâm Thương mại Đồng Xuân nhấn mạnh, muốn thành công, người Việt ở Đức phải hội nhập tốt, phải coi nước Đức là quê hương thứ hai của mình và hội nhập là con đường đi tới thành công. Ông Hiền khẳng định, người Việt ở đâu cũng có đặc tính chung là hiếu khách, chăm chỉ, cần cù. Bởi vậy, ông cũng bày tỏ hy vọng có thể gặp gỡ, tiếp xúc với người Việt ở Áo để tìm kiếm các cơ hội đầu tư, phát triển cộng đồng người Việt ở Áo. Đoàn đại biểu đã rất ấn tượng với công việc làm ăn nhộn nhịp và quy mô của Trung tâm Thương mại Đồng Xuân. Trở về Việt Nam để lập nghiệp đang là lựa chọn của nhiều bạn trẻ gốc Việt thuộc thế hệ thứ 2, thứ 3, sinh ra và lớn lên ở nước ngoài. Trong phóng sự sau đây, chúng tôi mời quý vị và các bạn cùng đến với câu chuyện của Hào Trần, một bạn trẻ người Việt được sinh ra tại Mỹ, không biết nói tiếng Việt và đã từng có ý nghĩ là muốn quên đi gốc Việt của mình. Nhưng cách đây gần một năm, Hào lại có một quyết định bất ngờ là bỏ công việc đang ổn định ở San Francisco để đến Việt Nam lập nghiệp. Từ khi còn bé, Hào Trần đã ít được tiếp xúc với văn hóa Việt Nam. Dù là một người Việt 100%, nhưng Hảo không thể nói được tiếng Việt và suốt cả tuổi thơ, Hảo bị ám ảnh bởi sự trêu chọc của bạn bè. Khi tôi khoảng 9 tuổi, bố tôi thường làm bánh mì cho tôi mang đi ăn trưa ở trường, nhưng tôi không bao giờ ăn vì tôi luôn sợ phải mang ra trước mặt các bạn. Các bạn thì ăn những đồ ăn kiểu Mỹ như burger hay pizza, còn tôi thì mang bánh mì kiểu Việt Nam. Tôi rất sợ mọi người hỏi han xem bánh mì đó từ đâu, nên trong 2 năm liền, tôi thường bỏ đi chiếc bánh mì mà bố đã làm cho tôi. Hảo hòa nhập vào xã hội Mỹ với suy nghĩ là mình sẽ phát triển sự nghiệp tại San Francisco. Anh đã cố gắng phấn đấu trở thành trưởng nhóm phân tích dữ liệu của một công ty startup lớn tại San Francisco chuyên về khách sạn và du lịch, có một mức lương ổn định và sự nghiệp đang ở đà phát triển. Nhưng sau chuyến trở về Việt Nam lần đầu tiên năm 19 tuổi và nhận thấy tiềm năng ở quê nhà, anh đã có suy nghĩ khác. Khoảng 11 tháng trước, khi trên đường trở về Việt Nam, tôi có đọc được một thông tin là công ty 500 Startups của tôi mở rộng hoạt động tại Việt Nam và có văn phòng tại thành phố Hồ Chí Minh. Tôi liền liên lạc với họ và được giới thiệu tới một cộng đồng những người khởi nghiệp ở đây, bao gồm cả người nước ngoài, Việt Kiều và người Việt ở trong nước. Tôi cảm thấy rất thích thú trước sự năng động của cộng đồng này và quyết định chuyển về Việt Nam làm việc. Và tôi không hề hối tiếc với quyết định của mình. Dù quyết định rất nhanh chóng, nhưng khi về đến Việt Nam, Hảo đã có thể bắt nhịp với guồng quay sôi động của kinh tế thành phố Hồ Chí Minh. Bên cạnh làm việc cho quỹ đầu tư 500 Startups, Hảo cũng là cây viết cho trang mạng Vietcetera chuyên viết về những người giống như anh, đồng thời góp cổ phần vào một quán cà phê và một nhà hàng với những người bạn Việt kiều của mình. Tôi quyết định kể những câu chuyện về những người Việt trở về lập nghiệp như tôi trên Vietcetera để truyền cảm hứng cho những bạn bè của mình. Việt Nam là một đất nước đang phát triển, có rất nhiều tiềm năng để vươn lên. Khi nghĩ về Việt Nam, tôi nghĩ tới một nơi mình có thể làm được điều gì đó khác biệt. Điều làm Hảo cảm thấy bình yên nhất có lẽ là anh luôn tìm được chiếc bánh mì kiểu Việt Nam như bố đã từng làm cho anh năm xưa tại đây. Cuối cùng, tôi đã tìm được chiếc bánh mì của mình rồi.
Cộng đồng người Việt tại Italia chỉ có khoảng hơn 5.000 người sống rải rác tại các thành phố. Để gây dựng được một lớp học tiếng Việt tại đây quả là điều không dễ dàng, nhưng không vì thế mà có thể dập tắt niềm đam mê, nhiệt huyết gieo chữ Việt nơi xứ người của những cô giáo tình nguyện dạy tiếng Việt. Trong tiểu mục câu chuyện cộng đồng của tuần này, mời quý vị và các bạn hãy cùng ghé thăm một lớp học tiếng Việt đặc biệt tại Italia, lớp học của cô giáo Lê Thị Bích Hường, Chủ tịch Hiệp hội Italia Việt Nam, nhịp cầu văn hóa. Cái cháu khóa này. Khóa nào cháu? Khóa này á? Bao nhiêu chiếc? À, khóa này bao nhiêu tiền? Khóa này rẻ lắm, rất là đẹp. 10.000 đồng. Những hoạt cảnh sinh động, những giáo cụ trực quan luôn được cô giáo Hường vận dụng trong những tiết học của mình. Là một trong những lớp học tiếng Việt hiếm hoi tại Italia, lớp học này đông nhất cũng chỉ có vài học sinh. Thậm chí có những thời điểm chỉ có một học sinh duy nhất, nhưng cô giáo Hường vẫn quyết tâm duy trì lớp học. Tôi nghĩ đơn giản là đã có học sinh ham học thì thầy phải ham dạy thôi. Dù có một hai học sinh muốn học thì mình cũng cố gắng mở lớp để có thể đáp ứng lại nguyện vọng này của các em. Và mặc dù soạn bài vất vả, ít học sinh thì ít người mở lớp, thế nhưng mà nhiều cái nhỏ thì thành cái to. Một hạt cát thì bé nhỏ, nhưng nhiều hạt cát cộng lại thì thành một cái sa mạc mênh mông. Học sinh của lớp hiện chỉ có vỏn vẹn 3 người, gồm 2 học sinh người Italia gốc Việt và 1 học sinh là con nuôi trong gia đình Việt Italia. Có học sinh phải đi mấy chục cây số để đến lớp mỗi tuần, nhưng giữa họ lại có một điểm chung là tình yêu với ngôn ngữ và văn hóa Việt. Tôi muốn học tiếng Việt để nói chuyện với họ hàng tôi và mọi người và để biết về lịch sử và văn hóa Việt Nam. Tôi học tiếng Việt vì chỉ người họ thôi là người Việt. Tôi muốn học tiếng Việt đem là Việt ở Việt Nam. Một trong những khó khăn đặc thù của việc dạy tiếng Việt tại nước ngoài là địa điểm để mở lớp, và lớp học của cô giáo Hường cũng không ngoại lệ. Phần lớn lớp học đều được tổ chức tại chính nhà cô giáo để tiện cho các em học tập, và thực tế là cũng không có sự lựa chọn nào tốt hơn. Bên cạnh đó cũng còn rất nhiều những trăn trở trong quá trình truyền dạy và quảng bá tiếng Việt tại nước ngoài. Chính phủ cũng có thể nghĩ đến việc là đào tạo một vài giáo viên nòng cốt để có thể đủ trình độ và năng lực để đào tạo các giáo viên khác ở tại nước sở tại. Và một điều nữa cũng có thể nghĩ đến, đó là mở các lớp lưu động với sự cộng tác của các giáo viên có trình độ đến dạy các thành phố mà có nhiều học sinh nhưng chưa có giáo viên dạy. Cũng mong muốn bố mẹ các cháu cổ động, cố gắng động viên các cháu nhỏ đi học để các cháu có thể học đọc, học viết một cách có hệ thống. Coi việc dạy học tiếng Việt là một sứ mệnh quan trọng đối với Hiệp hội Italia Việt Nam và với chính bản thân, cô giáo Hường luôn tích cực trau dồi kiến thức, kỹ năng sư phạm, thậm chí là tự trang trải mọi chi phí để về Việt Nam tham gia khóa tập huấn giảng dạy tiếng Việt do Ủy ban Người Việt tổ chức. Hy vọng rằng với tâm huyết của mình, cô giáo Hường sẽ tiếp tục truyền cảm hứng cho những giáo viên, tình nguyện viên dạy tiếng Việt khác trên thế giới, để tiếng Việt tiếp tục được gìn giữ và quảng bá mạnh mẽ hơn nữa. Chia tay với lớp học tiếng Việt tại Italia, chúng ta cùng trở về với những thông tin đáng chú ý khác. Liên quan tới vụ việc nghi can Nguyễn Thành Dũng đã bạo hành bé trai Asai, 3 tuổi người Campuchia, gây phẫn nộ trên mạng xã hội cách đây không lâu. Đoàn công tác của Tổng cục Cảnh sát Việt Nam đã lên đường sang Campuchia để phối hợp điều tra xử lý sâu vụ việc. Quyết định này được đưa ra sau buổi làm việc giữa C-45 Bộ Công an và Cảnh sát Hoàng gia Campuchia cách đây không lâu. Đoàn công tác sang Campuchia lần này sẽ phối hợp cùng cảnh sát nước bạn trao đổi thêm thông tin chứng cứ, thông tin bị hại, bị can và đưa ra phương án xử lý dứt điểm vụ án. Trước đó, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã chính thức khởi tố vụ án hành hạ trẻ em và ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Thành Dũng. Vào sáng ngày 18 tháng 2, tại tỉnh Hủa Phăn, Bắc Lào đã diễn ra lễ khởi công Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật Nông nghiệp tỉnh Hủa Phăn. Đây là dự án có quy mô lớn nhất trong lĩnh vực hợp tác về nông nghiệp giữa hai nước Việt Nam và Lào tại tỉnh Hủa Phăn.
Nằm trên diện tích 12 ha tại Bản Ông, huyện Sầm Nừa, Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật Nông nghiệp tỉnh Hùa Phăn có tổng vốn đầu tư là 43,6 tỷ đồng, tức là gần tương đương với gần 2 triệu đô la Mỹ. Trong đó, vốn viện trợ không hoàn lại của chính phủ Việt Nam dành cho chính phủ Lào là 39,4 tỷ đồng. Phần còn lại là vốn đối ứng của chính phủ Lào. Dự án gồm 2 hợp phần: xây dựng công trình trụ sở Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp tỉnh Hùa Phăn và tăng cường năng lực cho cán bộ khuyến nông và nông dân địa phương. Ngoài các công trình tại tỉnh Hùa Phăn, dự án còn tổ chức các lớp đào tạo khuyến nông cho 200 lượt cán bộ nông nghiệp và nông dân nòng cốt của tỉnh Hùa Phăn, xây dựng các mô hình về cây ăn quả, chăn nuôi bò, gà tại Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật tỉnh để trình diễn chuyển giao kỹ thuật cho nông dân tỉnh, tổ chức 2 đoàn tham quan cho cán bộ Lào sang tham quan học tập về kinh nghiệm khuyến nông và sản xuất nông nghiệp tại Việt Nam. Vào ngày 18 tháng 2, tại cuộc gặp mặt các văn nghệ sĩ trong Hội Văn học Nghệ thuật Hà Nội, Chủ tịch Nguyễn Đức Chung đã nghe ý kiến đóng góp để xây dựng thủ đô của các văn nghệ sĩ. Tại đây, Chủ tịch Nguyễn Đức Chung cũng cho biết thành phố Hà Nội sẽ bổ sung km số 0 để khách du lịch có thể đến để chụp ảnh. Ngoài ra, để cải tạo không gian quanh Hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội sẽ trang trí lại hệ thống ánh sáng nạo vét Hồ Hoàn Kiếm, xử lý nước hồ, cải tạo toàn bộ vỉa hè ven Hồ Hoàn Kiếm, tiến tới mỗi tháng mời 2 tỉnh đưa văn hóa ẩm thực và văn hóa phi vật thể đến để biểu diễn tại phố đi bộ, hàng năm giới thiệu văn hóa của các nước ASEAN và các nước châu Âu tại không gian phố đi bộ, bố trí các quầy bán hàng để phục vụ người dân, bố trí ghế ngồi đa dạng, đặt cây nước tự động có thể uống được. Đương kim Hoa hậu Việt Nam Đỗ Mỹ Linh sẽ là đại sứ lễ hội áo dài lần thứ 3 năm 2017 này. Thông tin vừa được Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh công bố. Lễ hội áo dài năm nay sẽ được khởi động từ ngày 1 tháng 3 bằng các chương trình đồng hành cùng lễ hội áo dài, thân quen áo dài Việt tại các công sở, cơ quan trên toàn địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Mời quý vị cùng lắng nghe những chia sẻ của Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh với vai trò đặc biệt này. Đây cũng là lần đầu tiên mà Linh làm đại sứ của một chương trình rất là lớn như thế này. Thì bản thân mình cũng rất là hồi hộp. Tà áo dài là một trong những trang phục truyền thống của đất nước mình. Và khi mà nhìn vào tà áo dài thì mình có thể thấy được cái sự duyên dáng cũng như nét thanh lịch của người phụ nữ Việt Nam. Linh vẫn còn nhớ là lần đầu tiên mà Linh được mặc áo dài, đấy là hôm khai giảng trường cấp 3. Và cái cảm xúc khi mà lần đầu tiên được mẹ chuẩn bị cho một tà áo dài trắng để mặc đến trường thì lúc đấy cảm thấy rất là vui và cảm thấy mình nữ tính hơn rất là nhiều so với những ngày thường. Phần trình diễn áo dài là một trong những phần thi mà Linh thích nhất, bởi vì trong phần thi đấy thì tất cả mọi người đều toát lên cái vẻ nữ tính của mình và từng bước đi trở nên uyển chuyển hơn và rất là nữ tính và có những cái gì đấy rất riêng của Việt Nam. Linh cũng đã tham gia vào cái phong trào là tôi mặc áo dài vào một Tết vừa rồi, và khi mà nhìn thấy được cái phong trào đấy được các bạn trẻ hưởng ứng rất là nhiều thì đấy cũng là một cái tín hiệu rất là vui. Tại lễ hội lần này thì sẽ có một số hoạt động như là cuộc thi trình diễn áo dài này, cuộc thi ảnh duyên dáng áo dài và một số những hoạt động bên lề nhằm có thể tìm hiểu về lịch sử của áo dài qua các thời kỳ. Hy vọng rằng trong tháng 3 này, không chỉ tại Thành phố Hồ Chí Minh mà trên khắp đất nước Việt Nam chúng ta, thì hình ảnh của tà áo dài sẽ được lan tỏa hơn và truyền tải được cái nét đẹp của người phụ nữ Việt Nam. Những tâm sự vừa rồi của Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh đã khép lại bản tin Người Việt Bốn Phương ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị và các bạn có thể xem lại tại địa chỉ website vtv4.vn hoặc trang YouTube chính thức của Ban Truyền hình Đối ngoại Đài Truyền hình Việt Nam. Xin kính chào và hẹn gặp lại.